Chào các bác nhé. Các bác cùng tôi xem dàn mưa của tôi đang tưới lan. Mấy hôm nay rất là hanh, nên là cái việc tưới này chúng ta phải để ý. Tại vì càng hanh thì cây nó mất nước rất là nhiều. Cái hôm nào chúng ta cứ thấy ra ngoài nắng mà thấy nó nắng rát, mà khi mà vào trong cái bóng mát bóng râm ấy thì thấy lạnh ngay ấy, và môi khô, da khô ấy. Đấy, rồi nứt nẻ thì là đi những cái ngày mà hanh khô của cái tháng cuối năm này. Hiện bây giờ thì khoảng hơn 4 giờ chiều cũng nắng đã yếu rồi. Thì tôi tranh thủ là tôi tưới và ngồi trò chuyện với các bác một lúc về cái việc mà tưới lan. Cái việc tưới lan nó vô cùng lắm. Chúng ta nói chuyện với cái vấn đề này rất là nhiều. Đấy. Thì chúng ta làm tưới thế nào cho nó đúng ấy. Đấy, thì tranh cãi cũng rất là nhiều. Một là sớm ấy, hay là chiều này, đêm này, thế rồi thời điểm nào là tưới này. Đấy, rất là nhiều thứ để mà chúng ta nói chuyện ở cái việc tưới. Rồi, thế thì giờ thì muốn giới thiệu với các bác là vườn lan nhà tôi thì cứ bật tưới này thì thoải mái, tại vì nước là dùng nước ao. Trước nhà có một cái ao rất là lớn, nước tương đối sạch. Thế và tôi dùng nước ao để tôi tưới, cho nên là cái việc bật máy bơm chỉ tốn tiền điện thôi, tiền nước là không mất. Đấy, còn nhiều bác là nước là phải đi mua, chẳng hạn là nước máy, chẳng hạn tưới bằng nước máy ấy, thì chúng ta không thể là muốn tưới nào tưới, nước muốn chảy đâu thì chảy, nó lãng phí. Đấy, cái đấy là thực tế. Đấy, thì ở nông thôn chúng tôi thì nó rất là hợp lý về cái việc mà tưới nó không mất tiền nước. Đấy, thế thì chỉ mất tiền điện thôi. Thì như vào vườn nhà tôi thì tôi lắp cái hệ thống là đường ống nước này với các những cái bếp phun đấy. Tôi dùng cái bếp đồng. Bếp đồng thì nó có hay hơn là phun nó rất là tơi. Đấy. Nó hạt nó bay ra như là sương mù vậy. Bây giờ nhìn thì trong hình ảnh thì có thể nhìn nó không rõ, nhưng mà nó rất là tơi. Khi mà cây lan là được ướt từ lá đến gốc thì thấy nó cũng rất hay. Thì giờ tôi sẽ đi ở vườn lan tưới vừa nói chuyện với các bác nhé. Vâng, thì thưa các bác là cái việc tưới lan ấy là một cái việc rất quan trọng khi mà chúng ta có vườn lan. Thì cái nước ấy là một cái phần rất là quan trọng đối với lan. Thì là nhiều bác đã đặt câu hỏi với tôi rất là nhiều về cái việc tưới. Thực ra là mỗi lần mà các bác hỏi ấy, là tôi trả lời nó rất là dài. Đấy, nên là như hôm nay chẳng hạn bỏ ra khoảng 10 phút nói chuyện với các bác thì là đã một phần nó cũng đã là rất dài rồi. Thế mà khi mà một bác hỏi và bác ấy, anh ơi tưới thế nào ấy, thì là trả lời nó rất là dài. Nên hôm nay thì cũng tranh thủ làm cái video nó ngắn ngắn này cũng là nói một số điều về việc tưới lan. Thế thì các bác hay hỏi là tưới là ngày mấy lần đấy, và tưới vào lúc nào. Giả sử như rét như mấy hôm nay thì có tưới không đấy. Thì những cái việc ấy là các bác rất là hay hỏi, thì thực sự là rất là cần các bác ạ. Tưới nước lúc nào cũng cần đấy. Thì tôi sẽ gạch đầu dòng một vài ý đấy, nói về việc tưới nước. Thì đầu tiên chúng ta, cái thứ nhất là chúng ta phải dựa vào cái thời gian mà mùa đấy, mùa vụ để chúng ta tưới lan. Giả sử như là mùa hè thì có thể là tưới ngày 2 lần, thậm chí 3 lần đấy. Nếu mà ngày trời mát có khi chỉ mỗi ngày có tưới có 1 lần thôi, thậm chí là 2 ngày 1 lần đấy. Thì tùy đấy, vào cái độ ẩm của chậu lan, cái này chúng ta cảm nhận. Ví dụ như là chúng ta sờ vào cái chậu lan ấy, cảm giác nó khô rát, có nghĩa là nó hết nước, nó khô quá thì chúng ta tưới. Thì cái này là cảm nhận thôi, nói nó rất là khó. Đấy. Có thể là thế nên là khi nào mà chúng ta thấy nó khô rát thì chúng ta phải tưới lại. Đấy, còn khi mà chậu nó vẫn còn ẩm, độ ẩm cảm giác là có thể được 1 ngày nữa hay nửa ngày nữa không phải tưới, thì chúng ta cũng nên dừng lại, từ từ hưởng tưới. Đấy là về cái độ ẩm ở trong chậu. Đấy là chậu. Thế còn nếu mà những cái giá thể khác thì sao? Ví dụ như chúng ta
ghép vào lũa này, hoặc ta ghép vào ghép vào gỗ lũa gỗ ấy, thì là cái độ ẩm nó ở cái những cái đấy nó rất là ít, thì chúng ta có thể phải tưới nhiều lên. Ví dụ chậu ta có thể là ngày hai ngày ta tưới một lần được, nhưng mà cái gỗ thì gần như ngày nào ta cũng phải tưới, hay là phải ngày tưới 2-3 lần ví dụ thế, thì cái độ ẩm nó mới đủ đấy. Nên là không ai quy định được là thời gian nào ngày tưới mấy lần, nó có cái lý do như vậy. Cái thứ hai nữa là cái điểm thứ hai, có nghĩa là theo từng loại lan ấy, giả sử như là phi điệp này, hạc vĩ này, long tu này đấy, thế rồi trầm này chẳng hạn, thì nó là cái dòng rất là ứa nước đấy, thân là rất là chứa nhiều nước đấy, cho nên là chúng ta phải tưới thường xuyên để là bù cái nước và cho cây nó hấp thu đấy. Thế còn thứ hai đó là cái dòng, ví dụ như cái dòng đơn thân chẳng hạn đấy, thì các cái dòng đơn thân này thì mùa nào nó cũng cần nước đấy, như ở cái mức độ là độ ẩm cao là tốt hơn đấy, ví dụ như là đai châu rồi cáo, tam bảo sắc đấy, quế chẳng hạn, thì là cái mức độ ẩm lúc nào cũng đều đều trong vườn trong cả các mùa đấy. Cái chẳng hạn như là cái hồ điệp chẳng hạn. Lại nói đến hồ điệp thì tôi có thể tưới đẫm đấy, có thể ngâm cái bộ rễ này vào trong nước, xong rồi tôi treo lên đấy, có khi 2 ngày tôi mới tưới, để cái chỗ mát, ví dụ như 50% nắng chẳng hạn, là để chỗ mát. Chứ nếu mà cứ ngày nào cũng tưới 2-3 lần ngày, tưới vào lá đấy rồi các thứ, thì nguy cơ cây là bị thối nhũn rất là cao. Có một cái video tôi đã nói chuyện là lúc mới chơi lan ấy, là cứ treo lên và tưới theo các cái loại lan khác thì hồ điệp chết ngay đấy, thì nó ưa ẩm đấy, nhưng mà nếu nhiều nước quá là nó gây thối nhũn đấy, là những cái việc mà về cây đấy. Hoặc là những cây đùi gà chẳng hạn, kiều, hoàng thí hạc chẳng hạn, thì những cái dòng đấy thì nó lại thuộc là cái dòng mà ưa nắng cao, không ưa nước nhiều đấy, mà treo cao ấy, thì đương nhiên là cái lượng nước nó không cần nhiều như là phi điệp hay là hạc vĩ long tu, hoặc là như là đai châu chẳng hạn, nó không cần nhiều như thế, mà nó lại cần ánh sáng nhiều này đấy, và cao, ít nước thì nó lại sống. Chứ nếu mà như ở đồng bằng chúng ta mà chúng ta trồng tưới như là phi điệp với tưới như là hạc vĩ thì là nó chết ấy. Đấy thì là nó cũng là đấy là do còn giống loài nữa, nào nó cần nhiều hay cần ít nữa đấy. Cái thứ ba là có thể là theo sự phát triển của các cái thời kỳ của cây đấy, ví dụ như là cây trong cái giai đoạn mà đang phát triển đấy, mầm dài khoảng 2, ví dụ như phi điệp đấy chẳng hạn, thì nó khoảng 2-30 phân, lúc nó cần nước nhiều, nó phát triển nhanh, thân nó kéo dài thân ra đến tầm độ khoảng 1-2 mét trước khi thắt ngọn chẳng hạn, thì nó cần rất là nhiều nước đấy, là cái độ ẩm là nó phải cao này, xong nước là tương đối nhiều thì nó mới đủ cung cấp cho cái thân để nó phình thân rồi đi ngọn đấy. Thế rồi mùa thế rồi đấy, những cái dòng là đơn thân ấy thì nó cũng cần ở trong cái giai đoạn là đang mùa hè, thường tất cả các cái mùa hè thu ấy, xuân hè thu là cây phát triển nhiều tốt hơn. Khi đến sang mùa đông thì đến mùa nghỉ kia, thì cái nhu cầu cần nước của các cái loại cây mà gọi là rụng lá, thắt ngọn đấy, tích thân ấy, thì mùa đông sẽ cần ít hơn, tại vì cái nhu cầu phát triển nó không nhiều hơn thì nước sẽ ít hơn. Tuy vậy không nói với nghĩa, không có nghĩa là chúng ta không tưới nước nhé, vẫn tưới, phải tưới, vẫn tưới đều. Khi mà cây như cây phi điệp là nó chưa rụng lá là chúng ta vẫn tưới bình thường, tại vì cái thân dinh dưỡng nó vẫn ở cái lá, nó vẫn hút này. Hai nữa là cái bộ rễ nó phát triển vẫn còn tốt ở trong giá thể này, thì nó vẫn cần rất cần nước. Tôi thấy là thắt ngọn này, hình thân, bộ rễ vẫn phát triển rất tốt, rễ vẫn trắng và
và đầu rễ vẫn xanh, chứng tỏ là nó vẫn cần rất dinh dưỡng, vẫn cần nước. Đó. Nhưng ở cái mức độ là nó sẽ ít hơn so với cái mùa hè nắng nóng. Đấy là cái về cái cây theo thời gian phát triển nó như thế. Đấy, và cái thứ tiếp theo ấy là cái thứ tư ấy là cái thời gian tưới. Đấy. Thì về cái thời gian tưới này, thưa các bác là rất nhiều các bác ở trên mạng ấy, trên cây các kênh YouTube nói cũng đã rất nhiều. Đấy, tuy nhiên thì nói về cái thời gian nào tưới cho nó hấp nó cây nó hấp thụ tốt nhất, thì về cái nguyên lý thì các bác nói đều đúng cả, mà suy luận cũng rất đúng. Thứ nhất là buổi sáng này, sáng ra 7 giờ 8 giờ chúng ta tưới lan này. Đấy, thì là cái lúc ấy là trước khi một ngày nắng nóng hay là một ngày dài thì cần nước bổ sung cho cây đầy đủ này. Đấy, thì có bác thì bảo là buổi chiều thì tầm 4-5 giờ thì chúng ta tưới lan này thì cũng rất hợp lý. Tại vì là lúc ấy là cây đã dịu mát này, chúng ta cây lại cần tích nước để cho ngày hôm sau này. Đấy, thì các bác nêu lý do đều đúng cả. Thế tuy nhiên thì nói với các bác thế này này, đấy là những bác mà chuyên về lan, có nghĩa là các bác có vườn này, trong các bác chăm sóc lan này, các bác có thể sống về nghề lan. Đấy, sống về nghề lan thì các bác mới có thời gian nào là sáng 7 đến 8 giờ thì tưới này, chiều 4 đến 5 giờ tưới này. Thế nhưng mà có những anh em, bạn bè thì làm gì có cái thời gian như thế. Ví dụ sáng sớm là 5 rưỡi 6 giờ tôi đã đi làm rồi thì tôi phải tưới trước, lúc đấy nếu mà tôi rất chịu khó thì phải 4-5 giờ là tôi phải tưới rồi. Đấy, chứ không thể 7-8 giờ được. Lấy đâu ra thời gian mà tưới 7-8 giờ đúng không bác? Thì đấy, buổi chiều cũng thế, 4-5 giờ tôi còn đang làm vỡ mặt rồi, lấy đâu thời gian nữa mà lúc ấy mà đang tưới lan. Thì phải 7-8 giờ, thậm chí 9-10 giờ đêm tôi mới tưới. Thì chắc chắn là phải để cái thời gian rồi, chứ không thể tưới sớm được, tại vì làm gì có thời gian để mà tưới sớm. Đấy là các bác, đúng không các bác? Thế nên là cái đấy là nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái công việc của mình nữa. Tại vì mình làm bất kể công việc gì, đấy, làm sao để có cái thời gian rảnh rỗi để chúng ta chơi lan. Thì ai cũng có thể chơi được, chứ nếu mà các bác bảo cứ phải 7 thì 8 giờ sáng, cứ phải 4 đến 5 giờ chiều mới tưới thì tôi chắc là cũng phải bó tay. Tại vì cái thời gian đấy tôi không thể mà tưới được. Không thể mà ở nhà mà tưới được, mà bảo là không làm được như thế thì không chơi lan thì không phải. Tôi vẫn chơi lan bình thường. Quan trọng là ta phải lựa cái thời gian để mà chúng ta tưới lan cho nó hợp lý. Đấy, chứ không bắt buộc là phải cái thời gian nó cố định như vậy, đúng không bác? Nên là tôi thì tôi cứ thế thôi, có sáng thì nhìn trời này, nhìn đất này, ví dụ như hôm nay khả năng là trời mùa hè là nó nắng nóng nhiều ấy, thì ta phải tưới nhiều, tưới đẫm. Những cái lưu ý trên ấy thì là nó cũng chỉ là gạch đầu dòng thôi, trong 4 năm cái gạch đầu dòng thôi, không có gì nhiều. Thế thì những cái mà đấy thì cũng rất là đơn giản, nhưng nên chúng ta cũng phải thực hiện. Đấy. Thế còn nói thật với các bác là tưới hay nhiều hay tưới ít, đấy, tưới mấy lần một ngày hay là ra làm sao đấy, là chúng ta là phải theo cái cảm nhận, theo cái cảm nhận của mình. Đấy, ví dụ như hôm nay người cảm thấy trời nắng nóng, người ta tưới nhiều. Hôm nay mà tôi thấy cảm thấy trời râm mát, nhiệt độ không cao thì cái mức tiêu thụ nước nó ít thì tôi có thể tưới ít đi. Đấy, chứ không nhất thiết là chúng ta cứ phải máy móc là phải tưới như thế nào, thì đấy là đều là cảm nhận của mình. Đấy. Bác ở trên cao bác tưới khác, tôi ở dưới vườn đất tôi tưới khác, tôi ở chỗ hanh khô tôi tưới khác, là nên là cái việc mà đấy là chúng ta cũng cần là phải lưu ý. Đấy, chứ không đừng có máy móc quá nha các bác nhá. Thì thưa các bác, đấy là vừa giờ rồi là tôi đã cũng nói chuyện với các bác về cái việc tưới cây, những cái lưu ý mà chúng ta
cần quan tâm, làm sao là cây lan của chúng ta vừa đủ ẩm, đủ nước, nhưng mà không bị quá để mà có gây đến những cái hỏng, cây lan sẽ bị hỏng thối chẳng hạn. Đấy thì chúng ta có thể áp dụng, nếu mà chúng ta có những cái điều kiện cần giống giống như nhà tôi thì chúng ta có thể là áp dụng. Xin chào các bạn nhé.